chụp là chứ à. Trời, dễ gì vậy? Có bắn nha. Này con thằng ăn bay nè. Tụng đang lại bắt nè. Ôi, 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 trời ơi. Chết tút cho nè. Dễ gì? Trên đầu không kìa. Lẹ thiệt. Quá lẹ luôn. Trời ơi, tiêu rồi. Rồi lên trên luôn rồi. Giờ lên đó động động là nó bay đi đã lắm. Cái cây sắt kìa, kiểu nó. Cây gậy của nó rồi. Gậy như ý. Cái này không có rồi. Cái này hết rồi. Dắt cái chè, rút cái chè luôn. Cái gì vậy? Rút cái chè luôn. Động cho nó bay ra. Xe cắt. Chụp bắt không? Chụp nha, chuẩn bị nha. Rồi, rồi. Đó, 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 tụt xuống rồi, tụt xuống dưới này rồi. Đặt vô cái bài này. Xuống xuống dưới này à. Xuống dưới này, xuống dưới này. Xuống, xuống, xuống siêu nữa, xuống siêu nữa. Xuống dưới nữa. Đây này, đây này. Nè. Đó, 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 chụp, 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 chụp. Từ từ, đây là xuống dưới góc luôn. Đó, đó, xuống dưới góc luôn, cho nó xuống dưới góc luôn. Đó, 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 đó. Cho xuống luôn. Xíu nữa đi. Đến đâu? Rồi, hay quá. Rồi, rồi. Hay quá. Cái cánh này đẹp lắm. Nó có cái cánh đó. Ôi, cắn cắn. Không dữ quá. Nó có cánh đây nè. Bắt bỏ vô trong cái chỗ gì đó. Đó, thằng làng bay nghe cái gì. Ôi, đẹp hết chứ không? Dùm đi. Ừ. Phải làm bài. Ôi, cánh nè. Hồi đó ba mình hay bắt cái con này về cho mình chơi lắm nè. Bắt chị nuôi gà nè đó. Hồi đó đi ngoài rừng á, ngoài Đà Lạt đó. Đó, ừ, nó có cái con đực là nó có cái hậu dưới này nè. Đó, ừ. Nó dương dương kìa. Đỏ đỏ, cái vàng. Ờ à, nè. Cái đó cái nó vàng cánh ra đỏ nè. Quá đẹp. Không, cái đó vàng. Vàng hả? Con đó con cái rồi. Cái hả? Ừ. Cái hả? Cái. Nó xè nó dơ cao lên. Rồi không biết. Hỏi anh trên núi nè. Vậy là con đực là dài con cái vắng. Không, con cái là nó vàng. Không chè nghe con lúa nó quay cái coi. Dạ đó vậy đó. Con cái là nó vàng. Đó. Rồi xong rồi thảy lên trên đó bay coi. Giờ thảy lên trên đó bay nha. Dạ. Mình sao coi sao thấy. Không có quay kịp. Hả? Thôi 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 đừng đừng có. Thảy luôn đi, thảy luôn đi. Thảy cho nó bay nè. Ừ. Cái cao lên đó. Thiệt là cao á. Đó. Rồi, rồi nó bay. Nó bay luôn. Thảy xuống đó. Thảy kia luôn tiêu tàu xuống nè. Nó thè cái cánh nó ra liền. Rất là đẹp. Chụp con khác lại gớt cái bịch. Ừ, thấy không? Nó thè cái đó giờ đó giờ là nhất là nó bay lên nữa đó. Đây là hồi xưa là người ta bắt con đó là người ta ngâm ngâm rượu để ta uống trị bệnh nhức mỏi mà nói ra là không có tác dụng chứ á, rồi ta tưởng đâu là có tác dụng chứ giờ ba không có tác dụng chứ á, giờ người ta không bắt nữa. À, con đó đó giờ là để cho nó ăn côn trùng, nó ăn con này kia vậy đó. Dạ. Quý lắm con đó nó trị khò khè đó. Ờ, chị hồi đó chị khò khè đâu nít á, giờ nó nằm cho tàu chuối kìa, bây giờ là mình lại bắt là dính nó rồi đó. Mình chuyên môn mình chụp hay lắm. Hay không? Đã chụp hay không? Chim hay 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 quá hay luôn. Vỗ tay vỗ tay. Chào quý khán giả nha, hôm nay mình đến đây
tục mé bờ cây này. Quý vị xem nha. Qua đây rồi hả? Khá là cao quý vị. Giờ anh đang chờ tuốt lên trên đọt để chằng dây, chuẩn bị hạ mấy cái nhánh sau bên đây nha quý vị. Khá là cao luôn rồi. Anh chèm tuốt tránh hết thấy anh rồi. Mắc kẹt lại nhánh khô. Đây, khá là cao nha quý vị. Dưới này nó có một hàng cao nè quý vị. Rất là chật hẹp luôn. Xuống dưới mé lộ như này nè quý vị. Nãy em tụng cưa từ đó gót xuống như này nè quý vị. Nhánh nó khá là cứng luôn. À, chỗ này trên đây nó cao quá vậy. Dưới này nó có cái dốc dưới này nè. Trên đó nó chạy xuống. Khá là cứng luôn. Ôi. Ah!
Chúng mấy cây tre, chúng mấy cây tre. Đây thì có ba Thủ với anh Hiền với anh Dũng đang dọn mấy cái nhánh củi vô để cho xe chạy như cái gì. Máy cưa cắt nhỏ củi ra luôn. Trên anh Tùng đang treo lên trên đó. Khá là cao. Chuẩn bị cưa mấy cái này khá lớn luôn. Wow. Chúng to, chúng to. Wow. Wow. Hết sức. Cái này lớn nữa. Thấy thấy rồi. Cái này rất là to. Wow. Trời đang có một cục mây đen nằm ở trên trên đó cho nên nó rất là tối như quý vị. Rồi chuẩn bị cắt mấy khúc này có thể văng chỗ lúa đang đứng luôn. Wow. Cắt nãy giờ xả xuống được bao nhiêu nhánh này quý vị, rất là nhiều luôn. Nhánh to to không à, chọn cắt bỏ cho nó còn vô nha quý vị. Rồi, giờ cây này vậy là đã cắt mé xong cái phần cây sau quý vị, đang thả máy xuống. Ê, đi ông chú đây cắt dài cho hết đi. Ê, ông Thủ.
Không ơi. Ôi ơi, này. Chúng ta cắt giò lên nó kéo xuống. Không được. Xuống dưới này cắt giò lên bơi. Chứ không, ở trên cắt xuống sao tôi kéo được. Khá là cao nè quý vị. Có đeo nhóc trên quần áo à? Gì con này nè. Cái này nó cũng khó chịu đó. Ồ, bò ní 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 đó. Ồ. Ồ. Đây có con thằng bay nữa nè. Cắt dọn cho nó chống đường cho xe dưới này nó chạy lên đúng không gì? Anh Dũng đang dọn nè, nhánh sau rất là lớn luôn. Thì Hai Lúa xin kết thúc video đây. Hẹn quý vị các bạn lại video tiếp theo của Hai Lúa nhé. Cuối video thì Hai Lúa cũng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn, anh chị em, cô bác trên mọi miền đất nước đang theo dõi video Hai Lúa. Chúc một ngày tốt đẹp, thành công nhất nha. Thì mời quý vị tất cả các bạn, anh chị em hãy tiếp tục theo dõi những video mới và những video mới nhất của Hai Lúa nhé. Bye bye. Video tiếp theo của Hai Lúa.